Mọi người, hôm nay mình đi ghé thăm một làng, cái nhà của một người đồng bào ở Gia Lai này nha mọi người. Mình đi đây. Đó. Đây là khung cảnh nha mọi người. Mình đang ghé thăm. Mình quay sơ khung cảnh cho mọi người ha. Cua đồng đó, người thấy không? Đã không? Ừ. Thấy còn quá to luôn. Đây mọi người, cua này. Thấy chưa? Cua này là chưa? Cua núi, cua đá. Cua núi đâu, đây là một cái núi. Người thấy không? Đặc biệt có cái càng vĩ đại. Cua đồng mà càng to dữ ha. Đó, người thấy không? Cua đó. Một rổ luôn mọi người. Đống cua luôn. Rồi. Mình vô nhà ha mọi người. Đây. Nhà trồng hoa. Bắp sắt nhà đây. Rất đẹp ha. Ok. Bây giờ đang ghé bên kia luôn. Làm ghé ha. À. Ok. Em đem quà bên này là uống chỗ này chút. Nghĩ ok. Ok. Đây chúng bò. Chúc ca. Cái chuồng bò này kia hết. À ok. Ôn nồng lắm con chậu rồi. Ngày này. Quay cái kia vịt. Mèo hả? Cây măng cầu, mấy bạn nhỏ đang leo cây măng cầu hái ha. Rồi đó, nhà thì có đầy đủ hết. Đố mọi người là cái cây đất cà này là cây gì? Ở đây thì người đồng bào mình ở đây là nhà nào cũng có cây cà này nha mọi người. Ăn nha. Đó. Trồng mồng tơi đây nè, thấy không? Cà. Cà này là cà pháo mình ha. Chú mới sắm được cái đèn năng lượng này mọi người. Đó. Đó. Mới sắm nha mọi người. Ở đây thì mình chưa có điện đúng không chú? Chưa. Điện ảnh chó. Nhà bếp nè. Đó. Đây là nhà. Đây là phòng phòng ngủ nè. Đây nhà ngủ đây. Mọi người thấy không? À, nhà ngủ đây, có cửa sổ đây,
nhìn xuống chuồng bò, cây cối. Đây nhà đây. Đó, cái đồ nó cài nên nó trồng mỹ à. Đây có cái mình cũng có cái dụng cụ cày trồng mì đây mọi người thấy không, cày của mì đó, cày của mì đây có lập cái đấy à, phun đi cỏ à, phun cỏ. Đây là cái cày mì nè, cuốc rồi này, cái ghe này cũng có con riệp, còn hai cái ghe nhỏ à. Đây cũng có hai cái, đây có cái ghe này mọi người à, có cái ghe à, đó hai nhỏ kìa à. Mình lấy nhỏ là nó cho uống không đủ à. Đấy đúng rồi, bây giờ lập hai là có một lượng tí à, cho nó vui vẻ cộng okay. Nhau ok à. Đây mình tiết kiệm cái không gian bên trên, mình cũng làm cái gác này mọi người thấy không. Đúng rồi. Đó tranh màn nè, đó gác. Dạ. Đó, tôi kêu sàn là sàn gỗ ha. Dạ sàn gỗ. Dạ. Bây giờ là nhà mình nằm. Nhà mình nằm ha. Dạ, nhà mình ngủ. Nhà bếp. À, dạ. Cái này là mình ở bao nhiêu người? Không, mấy con 3-4 người, bây giờ là nằm từ này đến này luôn. À, nằm từ đây. Từ chú nói lại đi. Mình là có bao nhiêu người con? Là có 5 người. 5 người là mình nằm từ đâu đến đâu? Từ này. Từ đây này là dạ. Này. Bây giờ dạ. Này là nó mới còn nhỏ, này là còn đường chút. Dạ. Cái này là khi là nó để cái mùng nó chạy vào. À. Nó còn mùng trắng à. Có cái mùng ha, mùng đây này, mùng mình treo đây ha. Ờ. Có mùng đây. Rồi hai cái mùng. Tối cho để muỗi đúng không? Ờ à, đúng rồi. Cái này trên là thấp là ít. À cái này là mình dùng đèn pin. Đèn ấy ha. Dạ. À. Như vậy thì mình cái đèn này mình sạc lúc nào? Mình sạc ở đâu? Có cúc sạc à, không phải có cúc mà. Cúc à. Pin mà. Cúc pin là loại cái nhỏ rồi. À, mình thay pin ha, mình không có cục sạc ha. Không, à không à. Có. Đúng rồi. À sạc. Ở này mát mẻ nha mọi người. Đó. Ở chỗ này trời mát, bây giờ mát là mát lắm nha mọi người. Nóng lắm này kìa không được. Ừ. Ok. Chắc tôi nói thế này là đang lẽ bưng điều kiện mình buồn chỗ này. Dạ, rồi. Thôi được rồi. Cứ từ từ. Ừ. Dạ. Đây nha. Cái này là bắp. Đây là bắp mình nè. Bắp mà để bắp mình làm giống nè. Mai mốt mình là mình lấy nè. Mai mốt mình trông vào. Đó, đây bắp mình làm giống ha mọi người. Đó. Một cái nhà. Mới bẻ à. Dạ, một cái nhà mà nhiều cái nơi treo này kia, cất hạt giống ngủ. Đúng. Dạ. Cái gì hết, cái này là mới còn nằm ở dưới này giờ kia. Dạ. Cái này là cái sàn. Dạ. Sàn đập cua rồi. Dạ. Vậy thì giờ bây giờ nó đường đi này cũng khó lắm. Dạ. Khó, một là qua sông kia là sông kia sâu lắm. Sông ha. À. Sông này này. Này thì ở đây thì mình hết gỗ rồi, mình đâu có làm nhà được nữa đâu. Cái này đúng không? Là nụ, nó đồng cả. Cái gì? Cái nụ. Cái nụ hả? Nụ, đồng à. Cả. Đồng cả này loại này thuộc lắm. Tép, tùm, có hết, có à. Hết, có hết. Cái này là cái lưới đâm cá ha? À, ok, cái lưới đâm cá. À, okay. Này là ta cắt cái lưới đâm cá trong này nè. Ở dưới này nó có cái sông sâu để bắt cá. Ok. Cơm đi. Ngay. Xấu hổ hả? Mình ăn cơm có sao đâu, ăn cơm đi. Ừ. Đây. Ăn cơm đi con. Ăn cơm đi con, ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Ăn gái, ăn cơm đi. Ăn cơm. Ồ. Đây là món ăn nha mọi người. Đây là canh hả? Canh ha. Canh này mình nấu gì? Măng với lại gì? Cà nữa hả? Hả? Thịt xay hả? À? À măng với thịt xay ha. Ồ. Còn cái này nước mắm hả? Ồ. Mình ăn ha. À. Bên này. Trong bữa. Quay bên cơm đi.
cây ha. Cơm thôi. Ngồi dân cơm con. Đi đi, ngồi ăn đi. Không sao hết. Đi đi. Sao đâu? Ngồi ăn cơm đi. Cơm đó mọi người, đơn giản, một món canh, một lấy nước mắm và một tô cơm. Ăn cơm đi. Bây giờ tao mình không lấy đồ ăn ăn vậy. Nó mắc cỡ gì đâu mà không ăn. Bữa cơm đó mọi người. Nước mắm. Em đợi vào vào nặng mì lắm mà. Quả nhị nặng. Đúng rồi, nhớ là đây là không có điện. Đây không có điện đâu. Cò gấu nó bám vô quần thằng nhỏ quá trời luôn nè mọi người thấy không?